luôn cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. À, ở cái công chào của Mập hơi dài đúng không ta? Chào cả nhà. Trở lại kênh YouTube của Mập. Không được thôi, vậy đi, xưa giờ vậy. Thì hôm nay Mập đang đứng ở bún bò của Kobe cả nhà. Ở đây là để Mập nhớ địa chỉ nè. 162 là đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình. Quay riết mà nhớ địa chỉ luôn, với lại ăn riết với nhớ địa chỉ luôn cả nhà. Một tuần mà ăn ở đây có nhiêu đâu, có 2-3 lần chứ mấy. Đó thì hôm nay thì pha cái đem. Pha. À pha với lại cái tô còn ở trong kia còn ăn nữa. Ăn ăn á bữa giờ cả nhà không thấy ăn với pha nó đứng chung với nhau. Ra đây ăn ơi. Ừ, hai thằng là cùng hạng cân luôn mà cùng chiều cao luôn. Ý là mập với lại pha với thằng này đứng là hơi bị khủng luôn á. Đó. Đó ghê chưa? Thường thường là em bự lắm đúng không? Đúng rồi. Mà hôm nay em đứng à, anh đứng gần ăn mà anh còn bị ấy nữa. Giống như là Phúc Lộc Họ mà ở ngoài Nguyễn Kim vậy á. À. Giờ kêu mà ai 1m6 rồi đứng vô là nhìn nhỏ xíu luôn. Đây chị bị kìa. Ê xin lỗi chị nhưng mà ý này hơi hơi, hơi bị mất dạy chứ nhưng mà em nói xong tự nhiên anh nhảy số liền luôn. Nói chứ à em mới khơi rồi mà nặng luôn. Ủa anh có vô không? À, dạ dạ để em đợi em xíu rồi. Anh không gặp em xíu rồi. Dạ. Hay là anh này được không? Nè vô đây đây anh. Vô đây. Đây. Đấy, đây anh này vô đứng với ba đứa mình là à, dạ, chụp luôn anh chụp luôn ha. Dạ. Rồi anh này tướng cái này đã vậy. Biết nào mình được giống như anh này. Đây đây. Anh vô dưới giữa luôn anh. Đó. Phúc Lộc Họ đó. Rồi, ở anh này anh chạy tải ở trong Sài Gòn hả? Hay là chạy tỉnh? Chạy tải ở Sài Gòn á, chở đá rồi. Chạy muốn bò hả anh? Ờ, đường á anh gặp em anh ghé. Rồi, okay. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, thì quay lại với clip của mình nhớ nhà. Thì hôm nay Mập sẽ giới thiệu với lại Khoa ăn là bún bò Kobe. Là hầu như là bạn nào ở trong quay trong kênh của Mập là Mập cũng dẫn ở đây ăn hết trơn á. Em đó giờ ăn có quay đi lần nào chưa? Như là chưa quay nhưng mà ăn rồi. Ờ ăn rồi chưa quay đúng không? Ăn cũng chắc chưa luôn. Thì hôm nay là cho hai đứa nó ăn ở đây cả nhà. Thì Mập sẽ làm trong tô để cân lên cho hai đứa. Thì Mập cũng có hỏi hai đứa là ăn bao nhiêu thì hai đứa mới nói là dưới 4kg thôi. À, vui vẻ thôi. Thì bây giờ Mập sẽ nhờ chị Vy làm bún bò cho mình nha cả nhà. Đây. Được anh cái tô rồi, nãy chị Vy có nghe em nói gì không? Không. Không vậy thôi, nghe buồn lắm. Biết là không, biết là không. Có đầu có nghe, không dám đứng chứ. Rồi thôi, chị làm cho em 5 thằng đi, 5 thằng vô đó đi. Nhưng mà trọng cho em miếng rau trước đó đi. Rau gì em? Rau rau sống bình thường hả? Dạ. Rau sống hả? Dạ, giá rồi này kia. Là chị làm 5 tô đi, 5 thằng tính thấy gì phải không? Dạ. Đơn rác à, Đặng ơi. Mấy đứa dạt nhạt vô bớt đi, đứng ở đây nhìn chị Bi khủng khiếp quá. Thấy chị Bi còn nhìn vô cái xe trong kia nữa. Quán ở trong quê là 6 mọi người khác. Đi giờ nào cũng cũng có đồ ăn hết cả nhà, chỉ bán 24/24 rồi. Nhưng mà hai lần rồi đó là mình đi là chỉ ngay cái giờ chỉ hầm đồ không à. Bây giờ đang hầm đồ đang. Dạ. Vậy là em biết cái giờ chị hầm đồ rồi đó, đi ăn ấy rồi nữa. Ngót né giờ này ra cho đủ đồ. Đây, cái sườn... Cái này 5 phần này. Dạ. Cái này cũng 5 luôn. Cái này 5 luôn. Dạ. Chị bán 24 cho 24 nha cả nhà. Đó, địa chỉ à. Địa chỉ chị ở đầu hẻm 162 là đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình. Đó, mình ăn với mình nhớ địa chỉ à. Ở đây thì chị sẽ có tái nạm gầu găng luôn chị gầu tái nạm giò tái nạm chả sườn cây sườn bò. Và đặc biệt là cái này á là một cục giống vậy á chỉ có 40.000 thôi nha cả nhà đúng không chị? Đúng. Chị có cái gấp không chị em gấp lên khán giả thử đi. Cái đũa
ba tay nè. Dạ giờ chị ấy lên mẹ hỏi em, các em không ra mang dừa đâu. Chị ấy lên giùm em coi thử coi. Chị Bi cầm lên em cái cục nào 40 cầm lên cho khán giả coi thử chị Bi. Đó. Đó, thôi rồi được, ok rồi phải. Còn tùy. Dạ. Tùy. Nhưng mà cái này thì chị hầm lâu lắm phải không? Cái này thì chị hầm lâu lắm phải không? Em ăn nó mềm lắm á. Có cường nhỏ hơn nữa là 30. Cường nhỏ nữa hả? Ừ, nó sử dụng cái nhiều dạ. Nó nhỏ. Dạ. Thôi cứ tạm là 40 đi, ví dụ muốn ăn mà nhỏ nhỏ hơn thì chị Bi cứ bán 30 luôn đó nha. Còn tô đầy đủ chị Bi, nếu mà có giò luôn sẽ là 50. 55. 55 rồi hả chị? 55. Đó, bây giờ mình sẽ kêu là chỉ làm 5 tô. 5 tô nhưng mà có sườn luôn nha cả nhà. Có sườn luôn, ví dụ có sườn luôn là nhiêu chị? 60. Có sườn không có giò hả? Đúng rồi, có sườn có giò, đầy đủ sườn á là 60. À thôi vậy làm em vậy đi. Khỏi làm giò đi. Đầy đủ sườn ha. Ừ, đầy đủ sườn đi. Ăn giò hoài thấy nó cũng giống nhau quá. Cái gì trụng vô cho miếng dao nữa chị? Chỉ làm lẹ tay quá nha. Mấy cục sườn. Năm tô đều lấy sườn. Dạ. Năm cục sườn nghe. Dạ. Đây là tô sườn hay không? À đây thấy rồi, thấy rồi. Nhìn cục sườn đã không á nhờ. Chị Bi bán ở đây hồi năm 90 giờ hả chị Bi? Hồi nào? Đang ngẫm, đang nhớ lại. Chị đang đếm trả. Mình hỏi rằng cho chị quên, chị đếm cho nhiều hơn. Rồi. 60 vậy tô 300. Dạ, chắc độ ở dưới giùm em được không chị Bi? Độ ở dưới à. Để cho đồ ăn ở trên nhìn hấp dẫn. Cái này sợ trên không chín nha. Dạ rồi. Đó, cái chị Trang nước lèo vô. Rồi cả nhà thì Mập cũng đã nhờ chị Bi làm ra cho hai bạn hai tô bún bò cả nhà. Thì hồi nãy mà cũng có cân rồi. Thì bây giờ cân lại cho cả nhà xem là hai tô nó sẽ là trọng lượng bao nhiêu nha. Đó, bây giờ Mập sẽ mở lên. Một cái tô á, cái tô này á, nếu mà không có được đồ ăn nó sẽ là 1,850 kg. Thì bây giờ sẽ là cân lên trừ ra cả nhà. Đó. 5,855 kg nè. Đó là trừ cái tô là còn phải còn 4 kg đồ ăn. À. Rồi bên kia Khoan. Đó, cũng 5,8 kg nhưng mà trên này 90. Nó hơn có 30 gram rồi cả nhà. Không có nhiều đâu. Đây, nếu mà nhiều không để anh nè. Bay. Để anh miếng thịt bò là nó hết liền rồi. Chạy đi. Dạ được.
Thôi miếng chả đi, cho nó nặng hơn miếng thịt bò. Đó. Cái gì nó cũng có cách giải quyết thôi. Nhưng mà cách giải quyết này hơi lạ chứ. Rồi. Thì bây giờ hai bạn sẽ ăn đồ với nhau nha. Dạ mập sẽ cho thời gian hai bạn là 25 phút. Giống như bữa lúc mà Dương với Tuấn mà cái clip mà gây tranh cãi gần đây đó nha. Đó thì ai về trước đồ một chiều bữa về sau 500, nhưng mà phải trước 25 phút, còn sau 25 phút thì mấy bạn cũng biết kết quả rồi đó. Rồi ok, các bạn ăn cách nào mấy bạn ăn rồi nha, chuẩn bị sẵn sàng nha. Rồi mời cả nhà gì mời trước luôn đi. Mời cả nhà mời anh Mập. Ở trong đây là có sườn đồ ngon lắm mấy đứa ơi. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Khoa cá đuối, còn ăn này là ăn cá piranha, là khoa này là khoa cá mập, còn ăn này là ăn cá lòng tóc.
rồi. Năm lần rồi. Phải giữ 10 phút. Nghe mùi khai khai ở đây đúng là mùi cá đuối. Hết lẹt. Cả biết cá đuối nó khai khai không? Nhưng mà không tỉnh. Nhưng mà em... đi sần. Ăn quá dữ lắm rồi. Ăn chiếc này quay lại là cho mấy bạn ân hận luôn. Ân hận. Hết không Hà Nội? Dạ. Nãy theo lời Hoàng đó là Khoa đã ăn 5 cái bánh bao rồi cả nhà. 2 cái xiên nướng, 1 bịch xài, trái xài 1 ký rưỡi. Ai biểu ăn chị, anh đâu có kêu đâu. Cái gì rồi chấp anh ăn hả? Rồi chấp anh ăn luôn hả? Ghê vậy? Không. Ghê đấy. Có một số chuyện trong lòng nó không có được vui á. Nó đừng em. Anh biết. Nên là thì cũng chia sẻ cả nhà là bà cố của ông Khoa mới vừa mất cả nhà. Đó. Em cảm ơn. Ủa bà cố mắt làm gì tóc mồ hôi vậy? Thường thường ta rơi nước mắt mà. Tắt cái đường nó chảy đường khác. Cái nó lên nó mới vừa gặp mình, nó chia sẻ với mình mà cố mắt mà thức ba đêm đánh bài, giờ đuối quá đuối nha. Bà cố mắt mà không tâm sự gì rồi cái đám tang của bà cố, giờ mà nó nói là bà cố mắt thức ba đêm đánh bài giờ đuối quá Linh ơi. Rồi bây giờ trách ai bây giờ? Trách cho em. Nhưng mà ý là em biết là mình thức đêm á, mình ăn cũng bị yếu luôn. Thức ba đêm luôn. Thức ba đêm. Không mà ở dưới quê là hay vậy á, thức để canh á. Hôm nay em mất cười khúc mà em cầm cái tô lên á. Cái xong rồi Khoa nhìn qua em đá mắt với Khoa cái mặt, nhìn mặt ba mất cười khúc. Khúc đó em xém chặt luôn. Kiểu như Khoa ngơ ngác. Lúc đó em mất cười, em xém chặt. Em bất ngờ luôn á. Không phải khúc đó anh xém chặt thiệt. Anh em mà sau 25 phút là mất 5 tỷ đó. Mới 15 mà. Mới 15 hả? À, anh nói thiệt mà, anh có bao giờ gạt em đâu. Bố lần Khoa ơi. Cả nhà cũng thông cảm, Khoa nó có chuyện buồn. Nhưng mà hình như là Mập cảm nhận được trong đó là 3 ngày này nó quýnh bài chắc nó ăn hay gì nó cũng hơi vui vui trong người hay sao. Có bài đó hả? Rồi tàn hình luôn. Vậy là bà cố không độ rồi. Nói chứ Mập cũng đã gửi lời chia buồn với Khoa cả nhà, thì Mập mong là cả nhà cũng sẽ quan hỷ cho em nó hất ba đêm mà còn gì nữa. Thì cũng đuối sức rồi. Rồi mà nó nghỉ ngơi một ngày rồi em mới lên. Ai bắt em không, hất được. Nhưng mà em muốn cống hiến cho mọi người. Cống hiến cho anh. Bán mình cho tư bản. Rồi vậy. Trời trời, bán mình cho tư bản. Ủa anh là tư bản hả? Rồi tắt clip anh làm việc chứ nè. Trời ơi, nó kêu bán mình cho tư bản cho trời ơi trời. Anh biết cái câu nói đó là nó nặng cỡ nào không? Dạ, em xin lỗi anh. Em nói mà con
còn người cúng ngoài kia nó không đồng ý, nó còn sủa nữa. Không, dễ gì xuống, đại thể ăn cái kia trước á. Quay giả bộ thôi. Quay giả bộ. Hôm nãy em qua đây em có ăn... Còn cái măng cho chú đi. Trước khi qua... Chiều này có ăn... Mấy hộp? Vậy hả? Mấy hộp? Dạ, ba hộp. Ba hộp. Ghê thật đấy. Ba chỉ đang giả bộ thôi. Bây giờ vậy nè, bây giờ ở đây cũng có Tấn nè, cũng có ông Hoàng, cũng có ông Hoa. Em có xin xỏ gì không? Em có xin là ông múc nước không? Không, em cho hết rồi. Ừ, vậy thôi. Tốt đấy. Cống hiến cho tư bản. Không, không, để đi hồi tắt clip anh làm việc đó. Mọi người cứu mình. Mọi người cứu em chứ. Chặt đó rồi. Mở đi ra được mà. Mở đi, mở đi, coi đó, coi đó, lấy cái mắt kìa. Nói ăn đông, em cũng muốn chia sẻ cho anh một chuyện này nữa. Ok. Hai từ 9 phút ở bên 24 26 phút. Hai 19 phút cả nhà thấy không, cả nhà thấy không hả? Không phải ở đây là mình muốn nói gì về Tuấn với lại Dương, nhưng mà thực sự là bữa thì mà mình cũng quên là Dương với lại Tuấn cũng nghỉ thời gian rồi cả nhà. Thật sự là lỗi cũng một phần do mập, và cũng một phần là do hai đứa nó cũng ăn ít, mà mình cũng không có kiểu như là không có quan tâm tới cái chuyện đó nha. Mình cứ nghĩ là mình cứ cuốn ra công việc rồi cứ nghĩ là nó giống mấy đứa này, mình nhiều thứ lắm cả nhà. Thì mong là cả nhà cũng thôi thì chuyện cũng qua, cả nhà cũng quan hỷ cho mập, quan hỷ cho mấy đứa nha. Đó, thật sự thì thời gian nó chỉ là một cái gọi là công cụ để mình tính nó chèn ép mấy đứa, nhưng công cụ để gò bó mấy đứa đó, để cho nó có vô một cái khuôn khổ cái gì, để cho mấy đứa nó không có kiểu như là khi mà Hoàng nó ăn vậy bấm thời gian, rồi Yến nó ăn bấm thời gian, rồi nó thấy mấy đứa này ví dụ như mập du di cho mấy đứa này là mấy đứa kia nó cũng sẽ buồn đó. Nói ganh tị hay là nói phân bì đó, thì nhiều khi mấy đứa nó cũng không phân bì, nhưng mà nhiều khi nó cũng suy nghĩ lại, tại sao mình ăn hết mình như vậy, rồi mấy anh này anh Linh lại thiên vị mấy ảnh như vậy, rồi mấy
mấy đứa cũng sẽ buồn, cả nhà thấy coi cũng không vừa mắt mập nữa đó. Còn về vấn đề hôm nay thì cả nhà cũng thấy sức ăn của hai bạn rồi đó. Bây giờ là ăn là chỉ cho ăn với Hoàng thôi, mới mốt là không cho Hoàng cấp ăn thử rồi sao nha, số lượng ít xíu hả. Rồi mấy đứa thấy bún bò sao? Hả? Nó cái đó là gọi là sườn bò. Sườn bò. Ở cái sườn bò ăn nó mềm lắm luôn, nó không có khô nha. Dạ. Yeah. Em nói em có cái gì muốn chia sẻ với anh? Là cái lúc mà cái đá của ba đêm đó đó, là em có gặp được một cái chú đó cũng gần sớm đó luôn. Rồi chú đó có chia sẻ là thấy em, nhận ra em. Rồi cái lại hỏi là kiểu như là anh Linh ngưỡng mộ anh đó, là có coi với lại cô ở nhà cũng có coi á. Rồi có cái sáng em đi ra có gặp được cô. Rồi cô cũng mừng, kiểu như là hỏi thăm sức khỏe của anh với lại mọi người, chứ không tay em chúc mọi người thành công rồi cũng gửi lại. Thì thật sự là mà mập cũng trách Hoa, tại vì bà cố Hoa mất thì đúng ra là mập với lại mấy đứa thì cũng xuống phải viếng cả nhà. Nhưng mà tới lúc mà hôm nay là mập mới biết là thông tin là bà cố Hoa mất luôn. Hôm qua thì đã xong rồi. Đã đi kiểu như là ở miền Tây mình gọi là đi chôn rồi cả nhà. Nên mình cũng không có đi dự được thì thôi thì chuyện cũng qua rồi thì mốt ví dụ tới 49 ngày, 100 ngày hay đám giỗ bà cố gì đó thì tụi anh xuống viếng sau. Tại vì do nó không báo mình cũng không biết được. Tại vì ví dụ như ở sớm thì có ai mà quen biết mập thì ta còn điện, còn cái này thì ở dưới quê nó cũng xa, mập mà đâu có ai biết ai đâu. Đó. Rồi sao? Mấy bà cố năm nay bà cố bao nhiêu tuổi rồi? 86. Rồi thì thôi chia buồn với em thôi. Hả? Còn ăn thì hôm nay ăn quá xuất sắc rồi cả nhà, ăn trở lại là hơi lợi hại chưa. Nhưng mà cũng phải góp ý ăn là cái này là mập á, góc nhìn của mập nha. Là ăn là cái cách ăn thì bây giờ là kiểu như là bạn ăn đua với lại mấy bạn ở trong nhóm thì mình cũng không có gọi là khắt khe cái chuyện mà ăn đẹp hay xấu. Nhưng mà mình cũng hơi kiểu như là hơi thấy cái giả bình luận đó là ăn cũng còn hơi vương vãi xíu gì, để cái đó thì mai mốt mình làm việc lại để cho anh em nó có một cái gì đó gọi là hoàn hảo nhất trong mắt khán giả luôn. Thì cái đó thì mập cũng nhận lời góp ý của cả nhà. Còn vấn đề thắng thua thì tất nhiên là cả nhà cũng thấy rồi, bây giờ phải trao thưởng thôi. Muốn bà ngon đúng không mấy đứa? Ngon ha. Rồi đây em. Dạ em cảm ơn anh chém được bể đồ. Bể đồ cái 5 triệu, năm ở 500 không đủ nữa. Xui quá xui. Đây ăn 1,5 triệu. Dạ đây. Đó cả nhà thấy không? Giống như bữa clip gì? Mì cay thì em lại thắng ăn. Dạ. Còn hôm nay thì bún bò thì ăn lại bỏ em một phút luôn. Tùy món sung sức. Ừ. Ngày em sung sức. Ba ngày còn gì nữa. Rồi thì bún bò hôm nay mập với lại mấy đứa quay đó là bún bò của Bi nữa nha. Ở đây thì chị Bi bán 24/24 luôn. Địa chỉ là 162L đầu hẻm 162L luôn nha cả nhà. Đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình nha. Đó cả nhà nếu mà đi ngang hoặc là cả nhà ở khu vực gần đây hay gì đó, nếu mà có dịp thì ghé trải nghiệm cái nhà ngon. Mập ăn ở đây là tính đây chắc cũng mấy năm, cả chục năm gì thì lâu lắm rồi. Rồi thì bây giờ thì Mập với lại mấy đứa kết thúc clip tại đây. Thì nếu mà cái nhà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha cả nhà, hai kênh luôn nha, kênh Mập Food và Mập Food Vlog nha cả nhà. Còn bây giờ thì Mập bye bye cả nhà, hẹn gặp lại clip sau nha, bye bye.